trong doanh nghiệp, bắt đầu là những cái sự kiện gì nó chứng minh rằng doanh nghiệp ấy có thương hiệu. Thì cái thứ nhất, một, đó là cái nhân hiệu của người đứng đầu, nhân hiệu của cán bộ công nhân viên, thì nó tạo ra cái giá trị của cá nhân trong trong cái tổ chức. Cái liên quan đến cơ sở vật chất, ví dụ như là mình mà có 5 cái nhà thì mình đi tán gái nó khác hoàn toàn với cái việc đang ở nhà thuê, thì nó liên quan đến cơ sở vật chất. Cho nên là người ta tin ngay, nếu có 5 cái nhà người ta tin ngay, không cần nói người ta cũng tin. Nhưng mà nếu mà ông mà đang đi ở nhà thuê, ông nói mà khó tin lắm mọi người. Thầy ơi, thầy tư vấn cho em cách để xây dựng thương hiệu của cửa hàng mỹ phẩm Nhật sách tay với ạ. Em mới mở cửa hàng và em chọn kênh phân phối chính là online ạ. Vâng, đầu tiên nói về thương hiệu thì tôi phải chia sẻ với bạn thế nào là thương hiệu. Thì với cái huấn luyện để cho bạn là làm thế nào để nâng thương hiệu lên. Cái đầu tiên là thương hiệu đầu tiên tôi gọi là cái nhận diện. Tầng bậc thấp nhất của thương hiệu đó là nhận diện. Ví dụ người mà đi đến đâu người ta cũng nhận ra, thì người đấy được gọi là người có thương hiệu. Nhưng không có nghĩa đấy là thương hiệu tốt hay xấu. Ví dụ một cái ông bị ví dụ như là những cái ông cướp của giết người thì mấy ngày sau lên báo cũng đã có thương hiệu rồi. Chẳng qua là thương hiệu của ông ấy là thương hiệu xấu thôi. Thì cái đấy gọi là nhận diện. Cho nên việc số 1 khi mà làm một doanh nghiệp, người ta phải làm ra bộ nhận diện thương hiệu. Thế còn như mình mà để người ta nhận diện ra thì người ta thông qua khuôn mặt. Thì bộ nhận diện thương hiệu đầu tiên, khuôn mặt nó tương ứng với logo. Thứ hai, màu sắc chủ đạo nó liên quan như kiểu màu da của mình ấy. Họ nhìn thoáng qua cái thằng đen đen, cái họ nhận ngay ra thằng này rồi. Thì đấy là gì? Hình hài của khuôn mặt, nước da gọi là màu sắc chủ đạo. Cái thứ ba là âm thanh, nó liên quan đến bài hát của doanh nghiệp. Thì nó giống như là tiếng nói, nghe mình không cần gặp nhưng mình nghe tiếng nói xa xa mình biết ngay là thằng Tuấn nó sắp đến rồi, ví dụ như thế. Đấy, thì như vậy nó liên quan đến ba cái câu chuyện đấy. Thế thì bạn phải xây dựng được bộ nhận diện thương hiệu đã. Đấy, tôi gọi là để cho họ nhận ra mặt mình. Còn xấu hay tốt tôi chưa bàn. Đến tầng bậc thứ hai của nhận diện thương hiệu, đó là họ tin. Họ tin vào mình tốt. Thế thì tin có nghĩa là họ chưa trải nghiệm mà họ chỉ nghe nói thôi, nhưng mà nghe nói thấy thuyết phục nên họ tin. Thì cái tầng bậc đấy là chúng ta phải làm cái gì để họ tin. Thì trong doanh nghiệp để cho khách hàng họ tin thì cái đầu tiên họ xây dựng cái sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi. Bởi vì nước ngoài họ rất là văn minh, cho nên họ nhìn vào ba cái đó để họ nhìn thấy là doanh nghiệp này thực sự ông chủ có tầm nhìn hay không. Đến sau cái câu chuyện đấy tôi gọi là lời thề doanh nghiệp, bởi vì chưa bao giờ nó là thật, nó chỉ là lời thề thôi. Cái câu chuyện thứ hai là thông qua những cái sự kiện mà họ thực hiện hàng ngày. Tôi lấy ví dụ một anh chàng là cam kết là yêu Trung Thủy, đấy là lời thề. Thì nó thông qua cái sự kiện là anh ta bị rất nhiều cô gái chèo kéo nhưng mà anh ta không có mảy may động lòng. Thì cái đấy nó gọi là một cái cách là thông qua cái sự kiện đấy để chứng minh cho cái lời thề đấy. Vậy thì trong doanh nghiệp, bắt đầu là những cái sự kiện gì nó chứng minh rằng doanh nghiệp ấy có thương hiệu. Thì cái thứ nhất, một, đó là cái nhân hiệu của người đứng đầu, nhân hiệu của cán bộ công nhân viên, thì nó tạo ra cái giá trị của cá nhân trong trong cái tổ chức. Cái liên quan đến cơ sở vật chất, ví dụ như là mình mà có 5 cái nhà thì mình đi tán gái nó khác hoàn toàn với cái việc đang ở nhà thuê. Thì nó liên quan đến cơ sở vật chất. Cho nên là người ta tin ngay, nếu có 5 cái nhà người ta tin ngay, không cần nói người ta cũng tin. Nhưng mà nếu mà ông mà đang đi ở nhà thuê, ông nói mà khó tin lắm mọi người. Đấy, thì nó liên quan đến cơ sở vật chất, nó liên quan đến thị trường. Ông nào mà kinh doanh chỉ ở xóm thôi thì uy tín nó sẽ bé, nhưng mà ông nào kinh doanh theo kiểu mà đa quốc gia thì cái thương hiệu ấy nó lớn hơn. Cho nên các anh thường nghe thì thương hiệu gọi là thương hiệu đa quốc gia, thương hiệu quốc tế, ví dụ thế. Thì bắt đầu liên quan đến thị trường, nó liên quan đến công nghệ sản xuất, nó liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, nó liên quan đến khách hàng cũ nói vân vân. Thì cái đấy tôi gọi là thương hiệu đấy, tôi gọi là thương hiệu để tạo ra niềm tin với khách hàng. Cái thương hiệu thứ ba, mà đây chính là cái thương hiệu đẩy chúng ta mạnh hơn đấy, nó như cái chân vịt, thì tôi gọi là thương hiệu của hiểu. Như vậy nó có ba tầng bậc nhé: nhận diện, tin
và hiểu. Thế nào gọi là hiểu? Hiểu là khi họ trải nghiệm xong thì họ thấy tốt quá đi, và bắt đầu họ chia sẻ với mọi người, họ bảo ủa chỗ đấy tốt quá đi. Thì như vậy nó đẩy. Thế thì như vậy cái lúc đầu là lời thề này, làm cho họ nhận diện này, xong làm cho họ tin, là bản chất là kéo họ đến với mình. Xong bắt đầu là gì? Khi họ trải nghiệm qua cái chỗ của mình, họ thấy hay quá, tốt quá, thì họ này gì, giới thiệu và họ đẩy mình đi một nhịp nữa. Thì như vậy là cái đấy là cách xây dựng thương hiệu. Vậy thì đấy tôi gọi là về mặt nội dung xây dựng thương hiệu. Thế còn khi xây dựng thương hiệu của bạn thì bạn phải thông qua cái gì, những cái kênh gì? Một là bạn phải biết thức tổ chức sự kiện để chứng minh cho những cái giá trị thương hiệu mà bạn đang có. Cái câu chuyện thứ hai, sau sự kiện đấy thì bạn phải lan tỏa được sự kiện đấy đi thông qua những cái thông kênh thông tin, như là liên quan đến báo chí, liên quan đến các cái kênh mà truyền hình, liên quan đến các cái kênh mà Facebook. Thì bạn phải có những tay video, có những người làm báo, có những người tổ chức sự kiện để lan truyền cái sự kiện đấy đi. Thì bây giờ thì là bạn với gì ạ, mang lại định vị được thương hiệu và mới mang lại cái niềm tin cho khách hàng, thì mới định vị được thương hiệu. Thế thì ngày xưa thì làm thương hiệu thì người ta chỉ có một cái kênh duy nhất, đó là truyền hình, và tất nhiên có thêm một cái kênh nữa là cái kênh báo chí chính thống. Nhưng mà ngày đấy thì chi phí truyền thông nó rất là mắc, bởi vì là chỉ có cái kênh đấy độc quyền của nhà nước. Nhưng bây giờ thì chúng ta có rất nhiều cái kênh để mà lan truyền cái thương hiệu của chúng ta đi, như là Facebook, như là YouTube đấy, rồi là VOV giao thông, các kênh cũng lắm, trong giao thông các đài radio thì các kênh nó cũng lắm, và trong đài truyền hình thì nó cũng rất lắm cái kênh truyền hình. Thế thành ra là cái cơ hội của mình được truyền thông giá rẻ. Tuy nhiên cũng phải khẳng định rằng người Việt Nam mình mà biết làm truyền thông thì chỉ có những một vài tập đoàn lớn, chứ còn đa phần các công ty không làm được truyền thông để định vị thương hiệu. Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceovietnam.edu.vn, hotline 1800 577722, nhánh số 5.